Là tâm sự, bàng hoàng khi phát hiện chị dâu Thảo Hiền ngoại tình. Nhìn thấy chị dâu ngồi ăn uống và có những cử chỉ quá thân mật với một người đàn ông trung tuổi, tôi gần như không thể tin vào mắt mình. Nhờ có buổi đi ăn ở ngoại thành với mấy đứa bạn hồi cấp 3, tôi mới biết được sự thật. Trong mắt tôi và gia đình, chị dâu là một người chỉn chu, đảm đang và vô cùng tuyệt vời. Dù là kế toán trưởng của một công ty nước ngoài, lương gấp mấy lần lương chồng, nhưng cách chị cư xử không ai phải chê câu nào được. Chị bận rộn với việc công ty, nhưng việc nhà vẫn chu tất, việc hai nhà nội ngoại vẫn đâu vào đấy. Vậy mà chuyện chị ngoại tình khiến tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Chị về làm dâu nhà tôi đã được gần 10 năm. Hai anh chị đã có hai cháu, một trai một gái. Kinh tế gia đình ổn định, vợ chồng hòa thuận, một gia đình có thể nói là khá hạnh phúc. Chị ở chung với bố mẹ tôi, nhưng bao năm không hề có điều tiếng gì. Ngược lại, mẹ tôi còn rất quý chị. Chị là người biết đối nhân xử thế, mọi người trong gia đình ai nấy cũng đều yêu quý chị. Mẹ tôi còn nói nửa đùa nửa thật rằng sau này có lấy vợ thì tìm cô nào được một phần như chị dâu tôi thế là đủ rồi. Anh trai tôi rất yêu và thương vợ, có điều tính anh có phần gia trưởng và quan điểm sống hơi khắt khe. Thế nhưng nhờ có chị dâu khéo léo và biết chiều chồng nên hai vợ chồng tuyệt nhiên rất ít khi xảy ra cãi vã. Sau chứng kiến chị dâu tôi đi với người đàn ông lạ, tôi có chú ý xem chị có biểu hiện gì khác hay không. Vì thực ra dù tận mắt nhìn thấy nhưng tôi vẫn chưa thể tin được sự thật này. Ngày hôm đó trong bữa cơm tối, tôi có vờ hỏi chị dâu rằng hôm nay chủ nhật mà chị vẫn phải đi làm hay sao ạ? Chị bảo rằng hôm nay chị đi chùa với mấy chị em đồng nghiệp cùng công ty, đầu tháng đi lễ chùa cho mọi việc thuận lợi và may mắn. Chỉ một câu trả lời đã đủ, chị đã nói dối tôi và dối cả gia đình. Và thỉnh thoảng chị có báo bận đi gặp đối tác hay bận họp không về ăn trưa. Ba lần chị báo trước với mẹ tôi từ hôm trước. Ngày hôm sau tôi bí mật chờ công ty chị và theo dõi xem chị có đi gặp đối tác thật hay không. Và có lẽ cũng không còn gì mờ ám hơn nữa. Cả ba lần đấy chị đều đi ăn với người đàn ông hôm trước. Sau khi ăn họ đều đưa nhau vào nhà nghỉ. Vậy là đã rõ, chẳng có gì để mà nghi ngờ nữa. Tôi đã cố gắng tìm mọi lý do để lừa dối bản thân mình, để không tin vào sự thật này, nhưng không thể. Anh trai tôi vốn rất gia trưởng và rất coi trọng chuyện trinh tiết cũng như những chuyện chung thủy. Có lần mẹ tôi có kể chuyện chị hàng xóm đi ngoại tình, anh đã bày tỏ luôn thái độ vợ con như thế thì thôi, chả có gì để mà phải chấp nhận. Mẹ như vậy không đủ tư cách để dạy con. Đấy là chuyện hàng xóm, giờ còn chuyện vợ anh ngoại tình, anh cư xử thế nào đây? Tôi biết rằng dù yêu vợ thế nào thì anh cũng không bao giờ tha thứ và chấp nhận một người vợ phản bội như vậy. Anh trai tôi tính lại nóng nảy. Anh biết sự thật này chắc chắn anh sẽ rất sốc và không biết chuyện gì xảy ra với gia đình tôi nữa. Nếu tôi nói ra điều này với anh tôi, gia đình anh sẽ tan nát, hai đứa cháu tôi sẽ là những người khổ nhất. Còn về bố mẹ tôi, hai ông bà cũng rất nghiêm vì gia đình tôi là gia đình nề nếp. Bố mẹ tôi khó lòng có thể tha thứ cho người con dâu như vậy. Còn nếu như tôi im lặng thì cả gia đình tôi sẽ bị chị dâu lừa dối mãi sao? Nhưng chuyện này có lẽ sớm muộn gì cũng bị lộ ra, bởi không có sự thật nào nó có thể giấu kín được mãi. Giờ nếu nói với chị dâu thì tôi phải nói gì bây giờ? Liệu chị ta có thừa nhận hay không? Nếu chị không thừa nhận thì tôi phải làm sao nữa? Bởi vì nói chuyện tế nhị thế này với chị dâu là rất khó. Thật sự bây giờ tôi cũng vô cùng bối rối, và tôi thật sự mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn hai lời tâm sự. Lời tâm sự đầu tiên của một người phụ nữ đã qua một lần đò nhưng lỡ dở chuyện tình cảm và mong muốn tìm được cho mình hạnh phúc đích thực, thế nhưng lại đang yêu phải một người trai tân. Nhưng có vẻ như những hành động và những phản ứng của anh ta khiến cho người phụ nữ không cảm thấy yên tâm với mối quan hệ của mình và cũng đang có những băn khoăn. Lời tâm sự thứ hai là của một chàng trai có lẽ là vẫn còn đang rất bối rối và băn khoăn về chuyện tình cảm, chuyện hạnh phúc gia đình của chính người anh trai của mình và chị dâu. Chàng trai trẻ tuổi này có thể làm gì để có thể cứu vớt được hạnh phúc cho anh trai của mình? Rất mong nhận được lời khuyên, lời chia sẻ từ phía tất cả các bạn để gửi tới những nhân vật ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình,
xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Người đàn bà đi ngoại tình bị chồng bắt quả tang, tâm lý sẽ như thế nào? Các bạn thân mến, người ta từng nói rằng bản chất của đàn ông là lăng nhăng. Họ sẵn sàng ngoại tình khi có bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng đàn ông thì các anh chỉ trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài thôi, chứ tâm lý ít anh là có mong muốn bỏ vợ bỏ con để chạy theo nhân tình, ngay cả khi bị phát giác cặp bồ. Thế nhưng ở phụ nữ thì sao? Tâm lý của người phụ nữ khi bị chồng bắt quả tang, khi bị phát hiện sẽ như thế nào? Liệu cô ta có sẵn sàng chuẩn bị sẵn tâm lý bỏ chồng bỏ con, hất đổ tất cả mọi thứ để chạy theo tiếng gọi của tình ái mới hay không? Hãy cùng với chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay với chủ đề phụ nữ ngoại tình bị phát hiện tâm lý sẽ như thế nào. Việc nắm bắt được tâm lý của chị em khi bị phát hiện cũng là cách giúp cho các ông chồng dễ dàng đưa cho mình những sự lựa chọn xử lý việc vợ ngoại tình đúng đắn hơn. Và tự chung thì có thể tổng kết được 4 nét tâm lý nổi bật của một người phụ nữ đi ngoại tình bị chồng phát hiện ra như sau. Tâm lý đầu tiên, đương nhiên rồi, dù cô ta có muốn bỏ chồng thì khi bị bắt quả tang là một việc xấu, điều đầu tiên sẽ cảm thấy sợ hãi và hối hận. Dù đàn ông hay đàn bà đi ngoại tình thì khi bị đối phương bắt quả tang và phát hiện mình đang có mối quan hệ bất chính đều sẽ cảm thấy sợ hãi và lo lắng, giật mình. Chưa hết, người phụ nữ đi ngoại tình bị phát giác thường đi kèm với những tiếng nhiếc móc của người thân, của xã hội, sự dè bỉu và ruồng bỏ của những người thân yêu. Chính vì vậy, phụ nữ sẽ có tâm lý rất hối hận và rất tội lỗi. Họ thấy có lỗi với con cái, với bố mẹ đẻ và với cả người bạn đời của mình. Tâm lý sợ hãi là một tâm lý thường trực trong lòng những người phụ nữ đi ngoại tình. Trừ giả là những người phụ nữ đã không còn coi chồng ra gì thì mới không còn cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng mặt bằng chung là tất cả các chị em, đặc biệt là phụ nữ, sống thiên về cảm xúc, thiên về sự suy nghĩ rất nhiều, có quá nhiều thứ sợ hãi bủa vây một người đàn bà đi ngoại tình. Sợ hãi không chỉ đến từ xã hội, không chỉ đến từ con cái, còn đến từ phía nhân tình và nhiều những nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi khác chúng tôi sẽ chia sẻ ở phần sau của video. Đằng sau sự sợ hãi và sự hối hận khi bị phát giác ngoại tình thì tiếp theo là người phụ nữ đầu sẽ nảy sinh ra đủ mọi lý do để ngụy biện cho sai lầm của mình. Đây dường như là một tâm lý phổ biến trong tất cả chúng ta. Khi sai sẽ tìm cách ngụy biện. Dù biết việc ngoại tình của mình là sai trái, bản thân cũng có chút hối hận về việc làm của mình, nhưng phụ nữ cũng sẽ cố gắng bảo vệ bản thân đến cùng. Họ tìm mọi lý do để ngụy biện cho việc vì sao mình lại có mối quan hệ ân ái ngoài luồng. Các lý do thường được dùng đến như là vợ chồng không hạnh phúc, bất hòa, gia đình có biến cố, chồng không còn biết quan tâm lo lắng đến vợ, chồng không thể chu cấp đổi kinh tế cho vợ, vân vân và rất nhiều nguyên nhân khác. Thông thường thì dù có sử dụng bất cứ một lời lẽ hay bất cứ một lời lẽ ngọt nhạt nào để ngụy biện thì người thân cũng khó có thể chấp nhận được những lý do đó. Và dường như việc tìm lý do để ngụy biện cho sai lầm của mình chỉ là một phản ứng tự nhiên, chứ không ai có thể thông cảm được cho người phụ nữ trong trường hợp này cả. Tâm lý của người phụ nữ ngoại tình khi bị phát hiện bắt quả tang sẽ là cầu xin sự tha thứ từ chồng. Dẫu biết một sự thật đó là đàn ông 10 người ngoại tình thì 9 người không bỏ nổi vợ, còn đàn bà ngoại tình 10 cô thì 11 cô là đòi bỏ chồng. Thế nhưng nếu như chẳng may bị chồng phát hiện ngoại tình, được người thân phân tích đúng sai, họ đều có tâm lý hối cải và muốn quay về với tổ ấm của mình nếu như chồng còn sẵn sàng giang tay. Họ sẽ cầu xin sự tha thứ từ chồng, mong người chồng cho mình một cơ hội sửa sai để cùng vun vén lại hạnh phúc gia đình. Với những người phụ nữ cầu xin sự tha thứ từ chồng này thì ít nhiều vẫn còn có thể có cơ hội để có thể mang lại được hạnh phúc cho nhau, bởi vì ít nhất là chị ta còn muốn quay trở lại mái ấm nơi mà chị ta đã nhẫn tâm bỏ đi. Thế nhưng ngược lại cũng có nhiều người phụ nữ có tâm lý bỏ chồng bỏ con. Đứng trước sự dạn vỡ về hạnh phúc gia đình, sự khó tha thứ cho lỗi lầm ngoại tình của người chồng, nhiều người phụ nữ cũng sẽ có tâm lý buông xuôi. Họ sẵn sàng viết đơn ly hôn để giải thoát cho bản thân khỏi cuộc sống vợ chồng bí bách, khỏi sự giằng kéo nhau và khỏi những lời nhiếc móc, những lời miệt hạ của đối phương.
nhiều người phụ nữ sẽ có tâm lý sau khi ly hôn sẽ đi tìm và xây dựng hạnh phúc mới bên người tình. Họ sẽ giành quyền nuôi con hoặc sẽ có những lựa chọn mới cho cuộc sống độc thân của mình. Song hầu hết tâm lý phụ nữ lúc này đều sẽ là đi thuê nhà riêng và rất sợ về nhà bố mẹ đẻ, bởi vì họ sợ những sai lầm, những sự xấu xa của mình sẽ khiến cho cha mẹ thất vọng và mất mặt với hàng xóm láng giềng. Một khi đã làm việc sai trái với chồng con thì bản thân người vợ sẽ luôn cảm thấy hối lỗi. Và nếu như việc ngoại tình có xuất phát từ phía chồng thì các anh có thể cho vợ cơ hội để sửa chữa. Nhưng mà nếu như họ đã lựa chọn theo con tim mù quáng của mình tìm kiếm tình yêu thì hãy cứ để họ đi. Chúng tôi biết được rằng việc bắt được quả tang vợ ngoại tình thực sự là một trải nghiệm kinh khủng với bất cứ một người đàn ông nào. Cuộc sống hiện đại, mối quan hệ nam nữ không còn quá khắt khe như trước. Người phụ nữ không còn bị bó hẹp trong ngôi nhà, suốt ngày chỉ còn biết lo cho chồng, chăm cho con, mà còn là một con người năng động ở ngoài xã hội. Chính vì mối quan hệ rộng, được giao lưu nhiều, nên tình huống vợ ngoại tình, chồng mất quả tang là chuyện có thể dễ dàng xảy ra khi mà vợ có những mối quan hệ bên ngoài để lộ những sơ hở và chồng phát hiện được. Vợ ngoại tình, chồng bắt gặp đôi khi chỉ là sự tình cờ khi đang đi trên đường hoặc vào quán ăn, vô tình nhìn thấy vợ đi cùng với người đàn ông khác, có những hành động thân mật. Nhưng đôi khi đó không phải là sự tình cờ, mà là do người chồng đã cố gắng theo dõi từ lâu. Vậy thì xử lý như thế nào cho hợp lý là câu trả lời tôi nghĩ nhiều người đàn ông đang tìm kiếm. Vợ ngoại tình, chồng bắt quả tang xử lý như thế nào để thấu tình đạt lý mà không vi phạm pháp luật? Trên mạng xã hội hiện nay có rất nhiều clip vợ đi đánh ghen với bồ của chồng, rồi vợ ngoại tình, chồng bắt được. Nhưng theo bạn, cách ứng xử này có hợp lý hay không? Vợ ngoại tình, chồng bắt gặp, sau đó quay clip tung lên mạng cho tất cả mọi người cùng xem, cùng bàn tán, cùng dị nghị, chỉ để trả thù vợ, để mọi người trên đất nước, trên thế giới này biết đến cô ta là một người vợ lăng loàn, người dám bỏ chồng để đi theo trai. Thế nhưng nếu như bình tĩnh hơn thì tôi nghĩ bạn sẽ nghĩ ra được hậu quả sau khi video clip đó được phát tán, hay đó chỉ là thói nhỏ nhen, ích kỷ trong lúc cơn nóng giận không thể kiểm soát. Vì có rất nhiều trường hợp do không chịu được những cú sốc tinh thần, bị bạn bè người thân dè bỉu nên người vợ đã tìm cái chết. Có những người mạnh mẽ hơn không tìm đến cái chết, nhưng cả đời sống cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người xung quanh, luôn trong trạng thái mặc cảm, tự ti về những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Hơn nữa còn những đứa con của các bạn nữa, chúng sẽ sống làm sao khi mà bạn bè, hàng xóm chỉ trỏ rằng nó có một người mẹ lăng loàn như vậy. Là một người đàn ông, bạn thấy hành động quay clip ngoại tình của vợ lên mạng có xứng đáng hay không? Vợ ngoại tình, chồng bắt quả tang tại khách sạn, đánh vợ, đánh nhân tình mới, rồi đập phá mọi thứ xung quanh để giải tỏa cơn phẫn nộ đang lên đến đỉnh điểm trong lòng, hay là im lặng rồi về ký đơn ly hôn. Tâm lý người đàn ông khi thấy vợ ngoại tình với người khác thường rất sốc, rất bất mãn và cảm thấy mình kém cỏi nên mới bị cắm sừng, bị người mình từng yêu thương, từng đầu gối tay ấp phản bội. Có nỗi đau nào đau hơn như thế? Nên chúng ta hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được những hành động bộc phát không thể nào kiềm chế nổi cơn nóng giận của người đàn ông. Còn nếu như im lặng dừng dưng cho qua rồi viết một tờ giấy ly hôn lại là chuyện quá dễ dàng. Vì khi đó người chồng không còn tình yêu với người vợ nữa, không cần quan tâm đến mối quan hệ của cô ta. Đối với anh ta, chuyện vợ ngoại tình, chồng bắt quả tang cũng là chuyện bình thường. Vợ có đi cùng bao nhiêu người đàn ông khác nữa, đi đâu làm gì cũng không quan tâm. Vì điều cần thiết với anh ta lúc này đó là đơn ly hôn và một phán quyết từ tòa án. Bởi vậy mới nói rằng nó chỉ khó khi chúng ta còn tình cảm với nhau thôi. Nếu như vẫn còn tình yêu, còn tình thương với vợ, vẫn mong vợ quay đầu làm lại, sửa chữa lỗi lầm để cùng về chăm con. Trước hết, tôi biết là rất khó, nhưng cũng rất mong các anh là đấng nam nhi hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đối mặt với sự thật và hãy lắng nghe nguyên nhân vì sao vợ đi ngoại tình. Nếu như lý do cô ta đưa ra bắt nguồn từ chính những sai lầm, những thiếu sót từ phía người chồng trong cuộc sống, như chưa quan tâm đến vợ con, chưa chia sẻ câu chuyện hàng ngày cùng với vợ, thì người chồng có thể xem xét lại bản thân mình. Còn nếu như nguyên nhân xuất phát từ chính người vợ,
từ chính những lỗi sai lầm trong cách sống, cách ứng xử do tính nết lẳng lơ của cô ta, thì người chồng có thể ly hôn để đi tìm hạnh phúc mới. Không cần phải hối tiếc một người phụ nữ trăng hoa đi ngoại tình, chồng bắt được lại đanh đá cãi lại chồng, ngoa ngoắt không biết chăm sóc cho hạnh phúc gia đình. Đối với những người phụ nữ như vậy, tha thứ một lần cũng sẽ có lần thứ hai, thứ ba, và nó dường như là không bao giờ đủ với cô ta. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ, khi vợ ngoại tình chồng bắt quả tang, những ông chồng, các anh đã có cách ứng xử hợp tình hợp lý cho gia đình mình. Thiết nghĩ nếu đó chỉ là cơn cảm nắng của người vợ dẫn đến sai lầm, hoặc nguyên nhân do thiếu tình yêu thương, thiếu sự sẻ chia của người chồng khiến cho vợ đi ngoại tình, thì người đàn ông cũng nên xem xét lại bản thân mình một chút. Đặc biệt là hãy tha thứ cho người phụ nữ vẫn còn tình yêu với chồng nhưng lỡ phạm phải sai lầm. Vì tục ngữ có câu đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Hai vợ chồng cùng nhau quay lại bên nhau để cuộc sống gia đình được như xưa, con cái không phải chịu cảnh xa bố xa mẹ. Chúc cho tất cả các bạn đủ bình tĩnh để có thể xử lý được những tình huống oái oăm trong cuộc đời, và đủ bao dung, đủ cao thượng để chúng ta có thể cùng với nhau sống tiếp dù đối phương có mắc phải lỗi lầm gì đi chăng nữa. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.